khó khăn lắm chứ bộ, để mà khi mà mình chuyển giao giữa cái chuyện là mình đang hát nhạc ballad rất là gọi là sao ta, đi vào lòng người nghe. Ừ. Mà bây giờ mình chuyển ra hẳn một cái thể loại nhạc khác mà vừa hát mà vừa nhảy, mà phải hát hay nữa, thì thực ra nó cũng là một cái mà chị nghĩ là mình cần phải thử thách bản thân mình nhiều hơn. Thì cái vùng an toàn của Hoàng Yến là ballad rồi. Chị thấy cũng có được một chút thành quả rồi, cũng đã tốt rồi, cũng thành công rồi. Mình thử nghiệm cái âm nhạc kiểu khác đi. Ví dụ như là cũng vẫn là pop nhưng mà nó là pop funky, hay là kiểu pop mà nó hơi có nhịp chút xíu, đúng không? Thì nó sẽ ok hơn. Em nhận ra là đúng là đây là một cái bản lĩnh mà sau khi chị làm nghề rất lâu rồi chị mới có cái sự tự tin đấy. Tại cũng vì 5 năm em ạ. Cũng mất nhiều thời gian đúng không? Bởi vì em cũng từng nghe chị cái đợt ngày xưa hồi mới vào nghề cơ. Chị rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cái comment tiêu cực. Thậm chí sau khi thi học viện ngôi sao chị còn nói là chị có một thời gian đọc comment toxic, sau đó chị tụt 5 cân. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Từ giờ đấy giờ chị tụt là chị không lên lại được luôn á. Ủa thế khó khăn đấy ạ. Em thì rất dễ không nào, chị có thể nhắn tin cho em để tìm cách. Thì chị nhả vía gầy cho em nhả vía. Ok. Cho chị. Thế thì giờ cách chị phản ứng trước những comment tiêu cực bây giờ là như thế nào? Thực ra nha, chị chỉ đọc lướt qua vậy thôi. Xong rồi cũng không có cảm xúc gì hết. Bởi vì thời gian của mình dạo gần đây nó cũng bận. Mình bận lo cho công việc, lo cho gia đình, rồi lo đủ thứ trên đời, nó lo cho bản thân mình nữa. Nên chị thực ra không có cho mình, không có cho phép mình có cái khoảng thời gian để suy nghĩ quá nhiều về những cái điều tiêu cực ở trên mạng khi người ta nói về mình. Đúng rồi, còn nhiều thứ phải lo lắm, nào đúng là rồi. Sắp tới làm nào tìm một anh hợp gu. Thế vì... nào mà phải duyệt được đúng không? Đúng rồi, phải duyệt chứ, thế thì gu của chị đã thay đổi chưa? Có một đợt em nghe là chị bảo là không yêu người trong ngành cùng giới nghệ sĩ trong showbiz. Tức là ý là không yêu người làm nghệ sĩ giống chị thôi. Giờ thay đổi chưa? Chưa, vẫn thế. Vẫn thế à? Đúng rồi. Thế gu của chị bây giờ chính xác là gì để em có thể thông qua chương trình này tìm cho chị cũng được? Không cần tìm đâu, chị có sẵn rồi. À có rồi à? Chị không công khai đâu chứ, lúc nào chị đã có. Đúng rồi, lúc nào chị cũng có người yêu chứ không bao giờ công khai. Nhưng mà ý là chị không phải là chị không công khai, mà nhiều khi chị up hin hin lên mọi người cũng chẳng để ý cơ. Có rất nhiều lần nhá, chị đã từng suy nghĩ đến việc là hay mình up thử cái hin gì đấy lên thử xem mọi người có để ý đến cái việc là Hoàng Yến Chibi có bạn trai không. Không ai để ý hết em ơi. Hoặc là tại kiểu mọi người tầm này mong chị có cưới lắm rồi nên là thôi tầm này bao giờ chị tung ảnh cưới thì người ta quan tâm chứ còn. Chị nghĩ thế.